xin chào các em đã quay lại với kênh 1001 câu chuyện nha. Với video ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho các em một số quyển hình dáng cực kỳ cute và một số sticker của chúng ta nè, những sticker mới nè. Chị sẽ giới thiệu từng cái cho các em xem nha, để xem là giá tiền của nó như thế nào nè, rồi nó xinh như thế nào, nó đẹp như thế nào và nó lộng lẫy như thế nào nha. Và đầu tiên thì chị sẽ giới thiệu các quyển sổ hình dáng ngay trước đi cái đã. Đây chị đã chọn một số quyển sổ hình dáng như vậy và nó đều đồng giá là 5k nha. Đó có nghĩa là 5.000 đồng đó. Đây đầu tiên là quyển sổ như thế này. Quyển sổ có hình của công chúa nè, để chị sẽ mở ra xem là ở bên trong nó sẽ có bao nhiêu miếng hình dáng như thế này để cho chúng ta chơi ha. Đó, nó sẽ như thế này ha. Đây, 5.000 đồng thôi. Nó sẽ có là 2, 4. À, quyển sổ tí hon này sẽ có 5 miếng dáng cho chúng ta. Và mỗi một miếng chúng ta sẽ sở hữu hai cô nàng và hai chiếc đầm, thật là xinh đẹp luôn. Đó, chị đã giới thiệu qua cho các em như thế này ha. Đó, đây là một quyển sổ đầu tiên. Và chị sẽ gài lại. Chúng ta sẽ sở hữu những chiếc đầm thật là lộng lẫy luôn. Và bây giờ chị sẽ qua quyển sổ thứ hai. Đây cũng rất là dễ thương ha. Một quyển sổ màu hồng. Ở bên trong cũng là nhìn những cô gái và những chiếc đầm có kim tuyến này rất là lấp lánh luôn. Và quyển sổ này nó cũng có 5 miếng dáng như vậy nha. Đây, và mỗi chiếc đầm nó sẽ khác nhau ha, rất là những chiếc đầm dạ hội nè, những chiếc đầm đi dự tiệc thật là lộng lẫy và kêu xa sang chảnh dành cho cô nào của chúng ta luôn. Đó, rất là xinh ha. Xong, chúng ta sẽ qua quyển sổ này, nó sẽ khổng lồ hơn một chút xíu nè, nhưng nó cũng chỉ có giá là 5.000 đồng thôi. Đây là những mẫu đồ bộ nha, những cái set váy với áo quần riêng. Đây là những bộ đồ thông thường dùng cho chúng ta đi làm ở công sở hoặc là đi sinh nhật, đi cà phê dạo phố với các bạn. Đây, một quyển như vậy thì nó sẽ có 8 miếng. Đây, 8 miếng như thế này ha. Đó, chúng ta hãy mua về và chơi một cách thật là sang chẳng, thể tự tạo cho chúng ta một cách chơi thật là hấp dẫn đi nào. Đây, chị sẽ qua quyển sổ kế tiếp. Đây cũng là những chiếc đầm thật là đẹp luôn. Và quyển này nó thì sẽ có 6 miếng cho chúng ta ha. Đây, tên tiền mỗi quyển thì nó sẽ có những miếng dán khác nhau nè. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Lắp lại. Rồi, chúng ta qua một quyển sổ khác, nó sẽ nhỏ hơn. Đây là một quyển sổ hình dáng lấp lánh hologram này, rất là dễ thương ha. Đó, cái này thì nó sẽ nằm dọc như thế này. Và nó sẽ có là 6 miếng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nó theo mấy em thấy nó chiếu chiếu không? Rất là xinh, cùng những chiếc đầm nè, nhiều mẫu mã khác nhau luôn ha. Đó, chị sẽ qua quyển kế tiếp thôi. Một quyển nó giống như hình cái hộp nè, chị sẽ tháo ở trên đây ra nha. Chà, cái này nó nhìn có vẻ như nhiều miếng nè. 2, 4, 6, 8, 10. À, cái quyển này thì có tới 12 miếng luôn. Đây là những cô gái tí hon nè. Và những cái hình dán những chiếc đầm tí hon luôn ha. Nó sẽ như thế này. Trông nó rất là dày cộm luôn. Nhưng nó kiểu cũng đều đồng giá với những cái sổ hình dáng kia.
Đây, chị sẽ qua mẫu kế tiếp. Ở đây thì chúng ta sẽ có 8 miếng. Đây, 8 miếng như thế này ha. Những chiếc đầm và những cái phụ kiện cho chúng ta nè, giày dép nữa. Vẫn còn 3 quyển như thế này ha. Cái này thì hình như là giống cái quyển hồi nãy. Đây. Đó. Nó cũng sẽ có 8 miếng. Như thế này. 1. Và hai còn hai quyển sổ tí hon đây. Đó. Cái này thì mình coi có bao nhiêu miếng ta. À, là có 6 miếng nha. Đó, có kim tuyến nữa nè. Đây, và quyển cuối cùng. Quyển này thì nó chỉ có 3 miếng thôi. Tên tè. Đó. Rất là xịn sò luôn. Và bây giờ thì chị sẽ qua những cái hình sticker nha. Và đầu tiên chị sẽ cho mấy em coi đây là cái quyển đây là một cái hình dáng sticker và chúng ta sẽ sở hữu đó là ba cô nàng với ba mái tóc khác nhau và những màu tóc khác nhau và những chiếc đầm thật là đẹp luôn, kèm theo đó là một cái vương miệng, chỉ có giá là 20.000 đồng thôi. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ qua bộ lip sticker này nhé. Đây, nó sẽ có hai lớp như thế này và chúng ta sẽ sở hữu đó là ba năm cô nàng thật là dễ thương luôn, tròn tròn và lùng lùng nè, rất là mộng mẻm, rất là xinh tươi ha, và đáng yêu nữa nè. Ở ngoài đây thì có rất là nhiều đầm đẹp với những cái bông hoa thật là xịn sò, có giá là 25.000 đồng. Tiếp theo nào. Đây, tiếp theo là miếng sticker nhỏ như thế này thì nó sẽ có giá là bao nhiêu ta, chị chưa coi. À, nó sẽ có giá là 10.000 đồng luôn ha. Đây, chúng ta sẽ sở hữu đó là hai cô nàng và một chàng trai. Đây là sticker con trai nhé. Và tiếp theo, đây có giá là 16.000 đồng nha. Đây là bộ sticker những nàng tiên cá thật là xinh đẹp. Chúng ta sẽ sở hữu được 5 cô nàng tiên cá có mái tóc dài ơi là dài luôn và những bộ đồ đuôi cá thật là xinh. Ở ngoài đây chúng ta có thêm một cái chiếc đầm nữa nè. Đó, rất là đẹp đúng không? Kế tiếp chúng ta sẽ qua nhờ những miếng sticker này cũng có giá là 16.000 đồng luôn. Đó là 5 cô gái với 5 màu tóc khác nhau, những kiểu tóc uốn xoăn nè và những chiếc đầm đi dạ tiệc, dự dạ hội hoặc là sinh nhật đi cà phê cùng bạn bè, rất là xinh luôn. Đó, rất là nhiều màu sắc ha. Ten ten, chúng ta sẽ qua một bộ sticker có giá là 25.000 đồng. Đây là sticker nổi nhé. Đó, nó đây là một cô gái đây cá tính luôn, có mái tóc màu hồng bồng bềnh uốn lọn luôn, cột hai chùm ở bên đây cũng vậy luôn, rất là bồng bềnh đó, rất là xinh ha. Đó, bốn cô nàng của chúng ta nhìn thật là lạ lẫm và những cái bộ đồ nè thật là đẹp mắt luôn, có giá là 25.000 đồng. Chúng ta qua miếng cuối cùng ten ten, chúng ta có nguyên một cây phép thuật luôn, rất là xịn sò đúng không nè. Và những cô nàng, và chúng ta sẽ sở hữu ba cô nàng thật là xinh xắn đang đứng ở trong những cái tư thế đó là đang múa ba lê hoặc đó, hoặc là những đầm nè rất là xinh với những chiếc đầm đầy màu sắc luôn ha, có giá là 17.000 đồng. Đó thì từ đầu video đến bây giờ thì chị đã giới thiệu cho các em các mẫu sổ hình dáng nè,
và những miếng dán sticker như thế này ha. Và mấy em hãy nhớ, nếu mà muốn đặt hàng hãy liên hệ với shop bếp Chibi nè qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nhé. Đó, hoặc có thể là liên hệ với Facebook hoặc Zalo để được tư vấn miễn phí và đặt hàng một cách dễ dàng hơn. Còn video đến đây thì chị cũng đã giới thiệu xong một số sticker và sổ hình dáng đáng yêu cho các em xem rồi. Thì các em còn chăn chơi gì nữa, hãy nhớ nhanh tay gọi liền cho shop và đặt hàng ngay nè, kẻo lại hết mắt hàng đẹp nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở những video giới thiệu những nàng sticker mới khác nhau. Bye bye nè.